Tất các bạn trở lại với lãnh địa Samsung nha. Trên tay mình là một cái gì đây anh em? Xin giới thiệu đến anh em, siêu phẩm vừa lòng bàn tay. Đây, hộp phấn, máy mạ gon luôn, cực kỳ sang chảnh luôn nha. Đó, chuẩn hiệu, chuẩn sang Phúc XO luôn cho anh em. Giá cực kỳ thơm nha, nhỏ gọn vừa lòng bàn tay. Gắn sim vô là xài thôi. Con này chia sẻ đến anh em, chỉ có một củ thôi. Anh em nào thích qua lấy về gắn sim xài. Tại sao một củ? Một củ là đây, màn hình tới lắm rồi nha anh em. Đây, để quay kiện cận cảnh cho anh em. Nói chung là còn gắn sim nghe gọi ok, lướt mượt mà, nhưng mà màn hình là tan nát lắm rồi. Nói chung là một phút lỡ lầm, một năm hối hận luôn. Đây, lướt mượt mà, camera rõ luôn. Con này là sở hữu nguyên pin 3300 nha. RAM 8GB, bộ nhớ 256 nha. Chip cực kỳ mạnh luôn, dòng này sở hữu chip 855 nha. Đó, giá có một củ thôi, bán như bán cái men cho anh em. Đó, anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha. Gắn sim là xài thôi người ơi. Quá đẹp cho cuộc tình này. Cầm vừa lòng bàn tay. Hên là vừa qua 20 tháng 10 chứ không là mua tặng mấy chị gái, là mấy chị gái mê luôn nha anh em.